Đang quay qua đây lấy cái bán hiệu. Đây là món gì của Đài Loan ta? Mì lòng bò. Mì lòng bò đặc sản ở đây rất là ngon nha. Em nào mà không đi được là rất là tiếc. Đây mình ăn thử cho. Ai mà không ăn được là tiếc nữa đời người. Có thể đút cho. Ai chợ này hướng dẫn viên vẫn là ok. Cho anh Thành đi nè. Chào các bạn. Nãy giờ Thành phải xếp hàng gần cả 100m, hơn nửa tiếng đồng hồ để được chạm tay vào cái tô mì này. Bây giờ thì mệt quá rồi, thôi xin phép nha. Ngon quá ta ơi. Sao Thịnh? Nước dùng quá, rất là ngon. Yeah. Mình thấy là khá là đáng công để chờ đợi nãy giờ. Thịnh có thể ăn lại lần nữa không? Ăn nữa nha. Ăn nữa Thịnh. Đặc biệt ở đây á, cái mì lòng bò này á là chúng ta ăn bằng muỗng chứ không phải bằng đũa. Thành ra không có bàn ghế gì hết trơn á. Không có bàn ghế luôn. Mọi người đó nhìn xung quanh là ai cũng đứng một góc. Đó, ai cũng đứng một góc ăn một tô mì. Ăn xong rồi đi. Ăn cái chỗ ngon quá luôn. Thịnh ăn chừa anh đó nha Thịnh. Mày ăn pháp dữ quá, không có công, không có ăn thì chết luôn á Thịnh.